Như vậy là hai người đẹp của chúng tôi cũng đã đủ thời gian để cân nhắc xem phần ấn tượng của mình sẽ dành cho chàng trai nào với những thử thách vừa rồi. Rồi bây giờ mời Ái trước đi. Dạ em ấn tượng với anh số 2. Chúc mừng Châu Chí Hùng. Hùng nó đúng bắt con. Từ đầu giờ hở ấn tượng là ảnh lạnh giơ trái tim liền. Còn Trung Nguyên thì sao nào? Em chọn nội ngoại hai bên ơi, quan viên hai họ ơi, chàng trai nào? Số 2 ạ. Hả? Bạn ấn tượng với? Số 2 Châu Chí Hùng. Hùng ơi, coi, đã có những sự thay đổi. Biết sao không? Cái phần cuối biểu diễn của Hùng quá đặc biệt. Dạ. Nhảy hay, dễ thương, trả lời hợp lý hợp lệ. Khỏe khoắn, trẻ trung. Mời hai em gái đẹp bước xuống dưới đó, quay mặt lên đây. Và chị sẽ cho tất cả mọi người xem hình ảnh thiệt của ba bạn. Mời chương trình cho xem ba màn ảnh thật. Ồ, cá tính đẹp trai. Wow. Quan viên hay họ à, hãy dùng độ decibel của mình để thể hiện tình cảm và sự ủng hộ cho từng chàng trai nhé. Chàng trai số 1 Nhất Hào. Quá nhiều đó. Chàng trai số 3 Châu Toàn. Mạnh mẽ không kém. Còn chàng trai số 2 Châu Chí Hùng. Cái gì mà lẹp bẹp nghe tiếng dế kêu vậy hả? Nổi không? Những người này chân thật lắm á. Dạ không à. Dạ không. Hùng ơi. Dạ. Kiên định lắm bé Ái, không đổi. Còn Trung Nguyên. Nguyên, em đổi không? Để thôi. Không đổi luôn. Thôi thì bây giờ gia đình nội ngoại nè, vỗ tay cái thiệt lòng cho số 2 coi. Số 2 sao? Xin mời hai bạn trở về vị trí của mình. Nội ngoại này của chị. Những hình ảnh. Cho nên chị kêu gì làm đó à. Ai rảnh lắm, rảnh là rảnh lắm, rảnh lắm. Bây giờ xin mời gặp gỡ anh chàng Nhất Hào và anh chàng Châu Toàn. Xin Châu mời Toàn. Đây, nhan sắc thật sự của hai chàng trai. Ấn tượng với Nhật Hào, với chất giọng của bạn. Cái cách luyến lấy đó rất khó để xử lý, nhưng bạn hoàn chỉnh và hoàn hảo. Còn với bạn Châu Toàn, wow. Những phút giây đầu tiên hoàn là wow. Đối mặt với chị Hương rất là tự tin. Nhưng mà càng về sau hơi tiếc, tự mình đưa mình vào ngõ cụt. Ây chà, uổng quá. Có thể là hôm nay thì hai đứa tới, mình không có rung động từng số được các bạn. Nhưng mà đây là một cái kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm sân khấu, nó cũng giúp ích cho mình. Đúng không ạ? Chúc tụi em thành công trên con đường nghệ thuật. Dạ, xin cảm ơn ạ. Còn với hai người đẹp thì sao? Có lời động viên nào dành cho hai chàng trai không? Không? Mình ấy. Dạ em chúc hai anh thành công trên con đường nghệ thuật của mình và tìm được người mình cảm thấy hợp. Rồi còn Nguyên ơi, mời anh về áp phút em được không? Được. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt Châu Toàn, tạm biệt Nhật Hào. Chúng ta chẳng vẫn thường nói với nhau rằng tuổi trẻ dài hạn, thêm đôi ba lần vấp ngã nữa để đổi lại sự cứng cáp của bản thân. Nhưng bạn biết không, một lần dũng cảm khiến bạn đột nhiên trưởng thành đấy. Dũng cảm mở lòng, dũng cảm đón nhận đớn đau, thăng trầm của tình yêu. Dũng cảm vòng tay ôm lấy cô gái mình thương. Và đôi lúc là dũng cảm mỉm cười khi bị từ chối. Thời đi học, ngỡ tưởng đứng chót lớp đã là đỉnh cao của xấu hổ rồi. Nhưng lớn lên mới hiểu, một cảm giác còn xấu nhỏ hơn. Đó là khi bạn lấy đủ dũng khí để tỏ tình mà bị từ chối. Thôi thì nhường cơ hội nắm tay cho một bạn nam khác phù hợp hơn. Mình bắt đầu nhân duyên này từ tình bạn nha em. Bây giờ là thời khắc quan trọng, là mình sẽ được xem được hai cái điện thoại ha, khám phá bí mật của nàng. Gia đình nhà gái của chúng tôi, Trung Nguyên và Minh Ái sẽ có những ứng dụng ra sao đây? À, chị Hương, chị chọn điện thoại của bạn nào trước? Chắc người gần mình đi ha. Dạ. Rồi mời Ái mở điện thoại nè. Tay của em hả? Dạ đúng rồi. Đẹp quá à, cái bàn tay nhỏ bé xinh xắn, chắc nắm vừa tay Hùng. Coi cái báo thức nè, làm việc của em đi. Ừ, 5 giờ sáng ở đâu vậy? Dạ thường thường thì chủ nhật em đi diễn ở Đồng Nai nên em hẹn là 5 giờ vậy. Ở trong đây mình á, ở với ai? Dạ em ở với bạn em. Với bạn, mình là muốn nhà trọ. Dạ đúng rồi. Cho chị coi lịch làm việc đi. Ghi chú á. Dạ ghi những show mà em diễn để ghi nhớ và theo dõi thôi. Dạ. Coi hình ảnh đi. Đẹp quá. Xem vi không? Hùng ơi. Dạ, em số thời Hùng ơi. Dạ. Quyết định trong tay có hai người đẹp xuất chúng luôn. Đi có mấy cái clip kìa vui không em? Dạ clip đó em tập nhảy lại thôi. Cho
chị coi đi. Cho con nhảy nào. Đấy, trời cũng khéo luôn. Wow, Hàn Quốc quá ta. Có ba má gia đình nhau không? Coi coi miếng coi. Mẹ đâu? Trời, để coi giống ba giống mẹ nè. Bé này làm như ít ăn ha, nãy giờ không thấy hình đồ ăn. Đây là cháu ba. Mẹ con đẹp quá. Rồi cảm ơn bạn Trung Nguyên nè. Cho mình xem cái danh bạ của Trung Nguyên được không? Bà nội có trái tim hợp lệ. Ủa hết hả? Dạ hết rồi. Cái gì? Tại em không muốn lưu nhiều người á. Đa số là hình selfie. Nguyên ơi, em học ngành nghề gì? Dạ em học quản trị kinh doanh. Vậy thì sau này làm vợ đi, em nghĩ tiền ai giữ? Dạ em giữ. Rồi. Tiền vợ giữ được không Hùng ơi? Cũng được. Cũng được. Cười nhẹ, cười trừ quý vị. Như vậy là chúng ta cũng đã khám phá sơ sơ rồi. Nhưng mà riêng với bạn Chí Hùng á, chắc chắn cũng rất mong muốn là tìm hiểu sâu hơn nữa về điện thoại của hai người đẹp. Sẵn sàng để khám phá hai chiếc điện thoại này chưa? Dạ rồi ạ. Mời các bạn giải lao trong vòng ít phút. Hùng đã được xem qua hai cái điện thoại của hai người bạn gái trẻ trung xinh đẹp ở dưới đây. Quyền quyết định sẽ là Hùng. Bây giờ mời hai bạn bước xuống cùng với lại anh Hoàng và chị Hương nha. Bây giờ là thời khắc quan trọng. Chị nghĩ chắc là Ái ha, Ái sẽ nói lời gì đó để cho Châu Chí Hùng nhớ ra mình là cái người đã chọn ảnh ngay từ đầu ha. Mời Ái. Dạ, sau chương trình này anh có muốn làm bạn để tiếp tục tìm hiểu với em mà. Rồi còn chú Nguyên, anh có muốn đồng hành cùng em đó, đi những chuyến đi xa thì em sẵn sàng, còn nếu mà không được á thì mình có thể làm bạn. Dễ thương quá, mời hai bạn đưa hai cái màn hình lên đằng trước. Hùng ơi, em có thấy em hạnh phúc không? Hai quá hạnh phúc luôn. Có thể em gọi cho Trung Nguyên, Ái hoặc là Việt Hương gọi đi. Mình Ái, Trung Nguyên hay Việt Hương đây. Dạ, mời Hùng và nội ngoại hai bên ơi. Chuẩn bị. Mời. Chín. Tám. 7 6 5 4 3 2 1 và tín hiệu tần số tình yêu sẽ xuất hiện ở Hùng. Bỏ máy xuống rồi. Việt Hương rồi. Vậy là gọi cho chị. Alo Hùng hả? Dạ em nghe đây chị. Thưa quý vị, như vậy là Châu Chí Hùng quyết định không kết nối với trái tim nào cả. Chị mời Hùng lên luôn đi. Tại sao vậy Hùng? Dạ lý do cũng có vài cái hợp nhau, cũng có vài cái chưa hợp lắm, và em nghĩ có thể là làm bạn tốt hơn. Đối với chị nha, Hùng già dặn. Dạ. Chị rất thích cái cách giải quyết của em. Hai bạn nữ chọn em, bây giờ em chọn ai cũng sai hết cả đúng không? Dạ. Ông chừng làm bạn với nhau, vậy mà sau này lại có tình cảm. Dạ, cảm ơn. Em cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong chương trình Tần Số Tình Yêu có những cặp chúng tôi kết nối được. Dạ. Nhưng mà có những cặp không kết hợp được, nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui. Vui vì đúng. Có tần số tình bạn. Dạ, cũng rung động một chút xíu gì đó về tình bạn cũng được đúng không ạ? Nhớ giờ phát sóng của chúng tôi nha, 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Và chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chờ đón xem những thông tin ban đầu của hai nữ chính ngày hôm nay hấp dẫn như thế nào. Đầu tiên là Gia Linh đi. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị Việt Hương và anh Hoàng rapper. Em tên là Gia Linh, em đang làm ca sĩ. Ca sĩ. Và năm nay em 23 tuổi. Rồi kế bên chị là cô gái có cái tên như là cái khuôn mặt luôn. Dạ. Thanh Dung ha, đẹp mà thanh tú nữa. Dạ em chào chị Việt Hương, em chào anh Hoàng và dạ. Chào các vị khán giả ạ.